Tết gọi đang ra có gì không? Đang chuẩn bị đi chụp hình Tết nè. Chỉ là tâm trạng chút xíu thôi. Ủa sao lại tâm trạng? Mấy ngày này là gần Tết rồi, ai cũng vui hết trơn. Tự nhiên Thông lại tâm trạng là sao? Thì cảm thấy buồn. Tại vì Tết này không có được về quê, phải trực cơ quan. Trời ơi, vậy thì buồn là đúng rồi. Tết nhất mà không được sum vầy với gia đình. Rồi, thôi thì cũng chịu, tại vì công việc mà, đúng không? Ừ, thì đó, mà gần Tết rồi lại càng nhớ mấy cái món mà mẹ nấu nữa. Phải công nhận chứ, ví dụ như là Linh Đan thì còn có thể tự nấu được. Chứ Thông thì là con trai, sao mà tự được nấu được những cái mấy món thì ngày đó. Tết. Mà nhắc tới cũng nhớ ghê ha. Nào là bánh tét nè, rồi thịt kho tàu nữa, rồi canh khổ qua, quá trời món ngày Tết luôn. Thì đó, bây giờ không biết làm sao để ăn được những món ăn đó ta. Thôi được rồi, đang có cách nè. Sẽ giúp cho Thông đỡ nhớ nhà trong mấy cái ngày Tết ở đây một mình. Cách nhưng... nào? Bí mật đi, nhưng mà một lát nữa thì sẽ gặp lại Thông nha. À, vậy thì Linh đang nhớ là tìm cách giúp Thông nha. Bây giờ đi giúp Thông liền nè, lát gặp lại ha. Rồi, bye ok. Bye bye. Đến với ẩm thực hình chữ S lần này thì Linh Đan sẽ mang tặng cho Minh Thông một món ăn rất đặc biệt, với hy vọng rằng là Minh Thông sẽ yêu thích món ăn này trong những ngày xuân về Tết đến. Và để đoán xem đây là món gì mà đặc biệt đến như vậy, đến đây xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Linh Đan ngay sau đây. Em chào chị Minh. Chào Linh Đan. Chị ơi, hôm nay em lại đến tìm gặp để nhờ sự trợ giúp của chị đây. Chuyện là có một người bạn của em cũng là ở cùng quê, nhưng mà năm nay là không có được về quê ăn Tết. Ở lại đây thì một mình cũng buồn và cũng thèm mấy món Tết lắm. Thì cũng nhờ chị trợ giúp là tư vấn giúp em xem là mình có thể nấu cái món nào để tặng bạn không á mà. À, sẵn đây chị đang làm dưa món nè, thì chị chỉ với em luôn nha. À đúng rồi, cũng trùng hợp, hình như cái anh bạn này của em cũng rất là thích ăn dưa món. Vậy thì bây giờ mình làm luôn hả chị? Bây giờ mình làm luôn với em. Dạ dạ. Rồi bây giờ thì mình cũng phải chuẩn bị nè. Thứ nhất là su hào ha, dạ. Cà rốt, củ cải, một ít dưa leo, nước giấm, rồi nước mắm, đường và một, dạ, ít nước lọc. Với những cái loại rau củ này mình có cần phải có tiêu chí chọn lựa, ví dụ như là phải non hoặc là phải dài vậy không chị? Khi mình lựa đối với những loại rau củ này thì em phải lựa non để nó không có bị sơ nhiều, dạ. Và những cái củ cải là nó phải chắc thì nó sẽ làm cho cái củ cải của mình nó được ngon hơn, không thôi nó bị xốp thì nó sẽ không ngon nha. Dạ. Cà rốt á, em sắc khoanh xéo xéo giúp cho chị. Còn cái phần củ cải nè thì chị sẽ sắc cái dạng sợi, dạ. Su hào chị cũng sẽ sắc miếng luôn để, dạ, mình sẽ đem phơi khô nha. Dạ vâng. Rồi em sẽ cắt xéo đúng không chị? Đúng rồi. Cái này thì cái độ mỏng thì mỏng như thế nào? Đúng rồi, mỏng như vậy là được rồi đó em. Dạ, khoảng chừng 0,5mm là vừa. Tại vì cái cà rốt thì mình chỉ cần mỏng thôi. Dạ. Nếu lỡ như mà cà rốt mà em lỡ tay sắc dày quá thì có sao không chị ha? Cũng không sao đâu em, dạ. Mình sắc dày thì mình sẽ phơi nó hơi lâu một chút thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì cả. Vậy thì mình có cần phải sắc đều tay là tất cả các lát đều mỏng như nhau không? Hay là nếu mình lỡ các lát dày lát mỏng thì có bị gì không? Mình cố gắng là sắc cho nó đều tay, tại vì mình phơi ở trên một cái khay với em, dạ. Nếu mà cái chỗ nó mỏng quá thì hoặc dày quá thì cái có cái nó khô trước, có cái khô sau thì mất thời gian mình phải lựa lại ha. Em hiểu rồi. Sau khi mà mình cắt xong cà rốt như thế này thì mình sẽ làm gì tiếp tục chị ha? Mình sẽ phải phơi khô hết nha em. Đối với tất cả những loại củ quả mình sẽ cắt ra xong mình sẽ phơi khô đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà thời gian phơi khô thì trong bao lâu vậy chị? Mình sẽ phải phơi cũng phải 2 đến 3 nắng nha em. 2 đến 3 nắng là phải canh từ 2 đến 3 ngày lận á hả chị? Đúng rồi. Nếu mà mình phơi ít ngày hơn thì bị nó không khô thì nó sẽ làm mau hư cái phần dưa móng của mình. Như vậy là quý vị khán giả chúng ta cũng cần phải lưu ý là mình phải phơi từ 2 đến 3 nắng để đảm bảo cho cái món dưa móng của mình nó được ngon và giữ được lâu đúng không chị? Đúng. Nhưng mà em sợ là đợi 2-3 ngày để phơi được 2-3 nắng thì hơi lâu. Nói vậy thôi chứ chị cũng đã phơi sẵn hết cho em rồi. Dạ. Đó. Vậy thì sau đây thì mình sẽ làm gì tiếp theo chị ha? Bây giờ chị bắt đầu chị sẽ trụng nó vào nước sôi ha. Rồi em thấy nó sôi chưa? Dạ. Thì chị tắt bếp, chị không có cần nấu sôi hơn nha. Dạ. Chỉ cần nước nó vừa sôi như vậy là chị sẽ tắt luôn. Ôi chị, như mình bỏ vô trụng như vậy là trong vòng bao lâu chị ha? Mình sẽ phải trộn đều nó lên liền và mình vớt nó ra liền em. Có nghĩa là mình chỉ trụng sơ rồi mình vớt ra liền. Đúng rồi. Khi mình trụng như vậy á thì là thứ nhất nó sẽ làm cho cái phần dưa móng của mình nó được sạch sẽ hơn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình để lâu quá trong nước sôi thì nó sẽ bị mềm đúng không chị? Đúng rồi, nó không ngon đâu. Dạ, hết mất ngon rồi. Thì sau đó mình sẽ vớt ra ngay. Rồi bây giờ sau khi mình đã vớt ra hết rồi thì bắt đầu mình sẽ đi nấu nước mắm nha. Dạ.
À, đây là một trong những cái công đoạn rất là quan trọng. Dưa món có ngon hay không là nhờ công đoạn nấu nước mắm này đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Chị sẽ cho cái phần là nước nè. Dạ. Giấm đúng không chị? Nè. Dạ. Rồi, nước mắm nè. Tỷ lệ ba cái phần này là bằng nhau hả chị? Bằng nhau hết nha em. Dạ. Rồi chị nấu cái phần này sẽ sôi lên. Khi sôi lên bắt đầu chị sẽ cho cái phần đường vô. Nước mắm dậy mùi ghê á chị. Đúng rồi, nó đã sôi lên hết rồi nè em. Dạ. Bây giờ thì chị sẽ cho luôn cái phần đường vô ha. Mình cũng cho nguyên một tô đường như vậy hả chị? Đúng rồi, tỷ lệ như nhau hết mà em. À dạ. Nước mắm, đường, giấm và nước lọc tỷ lệ đều như nhau là một tô hết. Đúng rồi. Sau đó là mình sẽ quậy mình đều sẽ nấu lên. Sôi lên cho dạ. nó tan hết đường ra dạ. đó em. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ để cho thiệt là nguội. Như vậy là nước mắm sẽ hai lần sôi. Em sẽ thấy là tất cả những nguyên liệu chị phải để cho thật là nguội hết nha. Dạ. Và cái keo này chị cũng phải là tráng rửa sạch để cho thật là khô luôn. À, dạ. Và kể cả nước mắm cũng phải để nguội luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. À, nhưng mà có một cái em lưu ý là khi mình cho vô đây thì chị sẽ không cho đầy đâu. Tại vì nó còn nở ra nha. Dạ. Rồi chị sẽ có một cái miếng chặn này. Chị chặn nó vô. Dạ. Để giữ cho nó sẽ không có bị nổi lên nữa nha. Dạ. Nếu mà nổi lên là không có thấm được nước mắm đúng không chị? Đúng rồi. Wow, đẹp quá. Như vậy là mình đã có ngay một hũ dưa món rồi. Nhưng mà chị ơi, làm từ nãy đến giờ thì em cũng khá là thắc mắc. Thường cái phần dưa món mà em ăn thì nó rất là giòn. Làm sao mình tạo được cái độ giòn đó vậy chị? À, cái độ giòn đó là ăn thua là do cái phần này em phơi đã khô đủ khô hay chưa. À, thì là cái nằm ở trong cái khoảng là mình phải phơi từ 2 đến 3 nắng. Đúng rồi. Chị ơi, ngâm như thế này thì bao lâu mình mới sử dụng được hả chị? Phải một tuần đó em. Một tuần thì nó sẽ nở ra hết hoàn toàn, thì khi đó mình ăn nó mới ngon được. À, nhưng mà em lại lỡ hẹn với bạn em là một lát nữa là sẽ có quà tặng cho bạn ấy rồi. Như vậy thì không có kịp đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà chị cũng đã có một cái hũ đã ngâm sẵn rồi nè. Wow, như vậy là sau một tuần thì dưa món sẽ nở ra như thế này. Đúng rồi. Và có màu như thế này ạ. Đẹp quá. Cảm ơn chị Minh ngày hôm nay đã hỗ trợ em thực hiện món dưa món này nha. Chắc là bạn Thông của em sẽ thích lắm á. Thôi em mời bạn em tới đây luôn đi. Được không chị? Được. Dạ, vậy thì quý hóa quá, em cảm ơn chị nha. Vậy thì bây giờ em sẽ mời bạn em tới liền luôn. Rồi. Em chào chị Minh. Chào hai bạn. Dạ, giới thiệu với chị đây là Thông, bạn của em. Dạ, em chào chị Minh ạ. Rồi, mời hai bạn ngồi nha. Dạ. Thông ơi, đây là chị Minh, người đã hỗ trợ Linh Đan, giúp Linh Đan thực hiện món ăn này, cũng như là cái món quà đặc biệt để gửi cho Thông trong những cái ngày Tết mà phải ở đây một mình á. Wow, đây là những món mà quen thuộc mà mẹ hay làm vào những ngày Tết nè. Đặc biệt là ở đây có món dưa món mà cái món này là Linh Đan biết là Thông rất là thích ăn nè. Đúng rồi đó Linh Đan, món này thì Thông rất là thích. Và có thể ăn được với cơm nè, rồi ăn bánh tét nữa. Nhờ cái món dưa món này nè chị Minh mà những cái món ăn trong ngày Tết của mình ăn đỡ ngán hơn mà đậm đà hương vị hơn nữa. Linh Đan sẽ mời chị Minh với lại Thông sẽ cùng thưởng thức cái món dưa món của mình ha. Rồi, chị mời Thông nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, để Linh Đan gấp cho Thông một miếng dưa món ăn thử trước để đỡ nhớ quê nè. Rồi, cảm ơn Linh Đan. Dạ, em mời chị. Thấy thì sao? Đầu tiên cắn vào thì Thông thấy là nó giòn, rất là giòn. Cho nên đó là nó có vị chua chua, mặn mặn, rất là... Thấm ha. Rất là thấm luôn. Nhưng mà Linh Đan nghĩ là sẽ ngon hơn nếu mà ăn với lại bánh tét đúng không rồi, chị em? Cái món này là thường xuyên là sẽ phải ăn với bánh tét thì dạ. sẽ rất là ngon ha. Bây giờ chị mời em dùng thêm với bánh tét nè. Rồi. Rồi thấy thì sao? Có giống ở nhà không? Ăn cái món này cảm nhận thấy là rất là nhớ mẹ luôn á. Tại vì cái hương vị nó rất là quen thuộc. Vị giòn giòn, vị chua ngọt, mặn mặn của món dưa món cùng với cái dẻo của nếp á. Mình ăn vào mình cảm thấy không ngán mà lại rất là ngon. Cảm ơn chị Huyền Minh cũng như là cảm ơn Linh Đan đã mang đến cho Thông một món ăn để có thể nhớ lại hương vị quê nhà vào những ngày dịp Tết. Và Minh Thông cũng được xin gửi được cảm ơn chương trình đã mang đến cho Minh Thông một món quà để có thể cảm thấy ấm lòng hơn. Không còn nói gì hơn là xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và chắc là một lát nữa đây thì chị Minh cũng sẽ tặng cho Thông một cái hũ dưa món để mình mang về mấy ngày Tết ở nhà thì cũng đỡ nhớ quê hơn. Cảm ơn chị Minh rất là nhiều trong ngày hôm nay đã hỗ trợ Linh Đan nha. Hy vọng là cái hũ dưa món của chị sẽ làm em ấm lòng hơn ha.
Quý vị ơi, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau thưởng thức dưa món. Và cũng rất hy vọng rằng dưa món cũng sẽ làm đậm đà hơn hương vị ngày Tết của tất cả mọi người. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những món ăn yêu thích của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.